Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nào. Jolly Jigger. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Hitman Sleeper. Let's go. Don't know what you're doing up there, but it's working. With three.
Keep your eyes peeled. We're quiet. We're fucked. Oh God, they're coming. To what? Get ready. They're coming. All right. I'm out of here. So, okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba. Ok, đã xong. Ok, và mình sẽ sang tới kênh thứ tư. Sleeper Body Assassin.
Lại phải đợi rồi, mình lấy nâng cấp được. Ok. Anh chàng đội mũ xanh. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5, Sleeper Hollow. Wow, vẫn thiếu tiền. Ok. Let's go.
rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tôi đi rồi. Let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, His Matter. Đây là một tiếng khá là hay và hot trong tháng qua. Cố lên. Cầm bóp rồi, ok. Thank you.
được rồi. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang là cái tiếp theo. This Rush for Unsay Game. Say Game.by. Wow. Chiến đấu đó. Oh my god. Okay. Mình sẽ bỏ tiền vào mua khẩu súng đó. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. It was supposed to be my last. Let's go. Start mission. Wow, xong rồi. Thank you.
Tiếp tục nào. Pixel Gun 3D. Let's go. Askes. Map này cũng khá là đẹp. Ok. Ồ, gần đây cũng ai cũng vào. Oh my god, rất là đông. Oh my god. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Sleeper Try. Thank you.
Oh my gosh. Đại luôn. Restart. Ok. Xử lý lại con này. Chúng vào headshot của cậu ta thì mới thắng được. Bạn còn lại đâu? Let's go. Oh man. Oh my god. Và các bạn có thể nâng cấp cho súng của mình khỏe hơn. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.